Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Còn bây giờ thì chúng mình phải tập trung để có thể viết nghị luận xã hội thật là hay thôi. Ok không ạ? À? Các bạn ơi, chúng ta phải tập trung để viết nghị luận xã hội thật là hay thôi. Các em đã sẵn sàng chưa nào? <laughs> Sao mà khóc? Có gì mà phải khóc? Dù thế nào thì mình cũng sẽ phải sẵn sàng đối diện với những điều xảy đến mà, đúng không Trinh Thế nên chị mong rằng là Ngọc Trinh sẽ Chị biết là các em đang rất xúc động Bởi vì bản thân chị cũng rất xúc động Thế nhưng bây giờ phải là cái thời điểm mình thật là mạnh mẽ Để mình quyết tâm cho cái mục tiêu của mình Các em nhá, ok không? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau Đến với cái phần luyện viết nghị luận xã hội Thì các em đều biết rằng là về cái cấu trúc đề thi của chúng ta Ở thời điểm hiện tại đối với câu nghị luận xã hội bao giờ về mặt hình thức thì người ta cũng sẽ yêu cầu chúng ta gì ạ? À viết hình thức gì? Đoạn văn chúng mình nhá. Và nhớ giúp chị đó là một đoạn văn khoảng 200 chữ. Đương nhiên nhá. Một đoạn văn khoảng 200 chữ, đương nhiên các em ơi. Chắc chắn là người ta sẽ không yêu, người ta sẽ không ngồi để người ta đếm đâu. Nhá. Người ta sẽ không yêu cầu tức là không không ngồi để đếm xem là các bạn có viết đủ 200 chữ hay không đâu. Nên là các em đừng lo lắng quá về việc đấy Mà cái điều các bạn cần phải chú ý giúp chị là từ bây giờ còn 10 ngày nữa để luyện tập thì làm ơn Xin hãy tiết chế lại về mặt dung lượng cho chị nếu như các bạn đang tự nhận thấy rằng Mình là một người thường xuyên viết quá dung lượng Được không ạ? À? Nhớ là chỉ rơi vào khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi thôi Đừng có viết lố quá Nhớ xong rồi tự nhiên bị mất 0,25 điểm rồi đến lúc về khóc không ai thương đâu Trong khi là đã nhắc rất nhiều lần rồi Trong cái buổi hôm vừa rồi học về uh, hôm Trong cái buổi hôm vừa rồi học về gì ạ? À? Học về phương pháp nghị luận xã hội cũng nhắc rồi Thế đến cái hôm luyện đề cũng nhắc rồi Đến bây giờ luyện viết nghị luận xã hội lại nhắc tiếp Mà vẫn còn cố tình để viết quá giới hạn dung lượng Thì đến lúc đấy không có điểm thì đừng về trách trị Nhá, ok chưa ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị là như vậy, đừng trách chị nhá. Về mặt hình thức là như thế. Tiếp theo là về mặt nội dung thì nhớ này. Nội dung thì mình sẽ phải dựa vào đâu? Nội dung thì mình sẽ phải dựa vào đề bài. Và chắc chắn mình sẽ tìm thấy được ở trên đề bài cái gì nhỉ? Cái từ khóa, nhớ nhá. Và cái từ khóa này nó sẽ liên quan mật thiết tới gì? Tới các phần mà chúng ta sẽ trình bày ở trong bài viết này. Ok chưa ạ? À? Thì các bạn chú ý giúp chị, chị đã nhắc nhở rồi, đối với câu nghị luận xã hội các em đừng nghĩ rằng là tôi đang phải viết một bài nghị luận xã hội. Bởi vì nếu như các em nghĩ như thế thì tự bản thân các em đang làm khó dễ cho chính mình. Bây giờ các em thay đổi đi, là tôi đang gì ạ? À? Tôi đang được trao một cái cơ hội để tôi thể hiện quan điểm của tôi về một vấn đề, không hẳn là một vấn đề đâu mà gọi là về một khía cạnh của vấn đề. Và tôi sẽ làm gì ạ? Tôi sẽ dùng mọi cách để tôi có thể thuyết phục người khác tin vào quan điểm của tôi. Được không ạ? Tôi sẽ thuyết phục người khác để người khác tin vào quan điểm của tôi. Đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Được chưa nào? Thể hiện, đây tôi không phải là viết một bài nghị luận xã hội Chị nhắc lại Mà là tôi đang thể hiện quan điểm của tôi Về một khía cạnh của vấn đề Và tôi đang đi thuyết phục người khác tin vào quan điểm của tôi Ok chưa nào, nhớ ý chị chưa ạ? Nhớ chưa, nhớ chưa? Nhá Thế thì các bạn có thể thấy rằng là về cái cấu trúc ở thời điểm hiện tại ý, Thì thường cái nội dung mà người ta hỏi các bạn ấy sẽ chỉ là cái nội dung đó là gì ạ à? đó chỉ là cái nội dung hỏi về khía cạnh của một vấn đề thôi đúng không chẳng hạn ví dụ như là sự cần thiết này vai trò này ý nghĩa này kiểu kiểu vậy được không ạ à? hay ví dụ như là liên quan tới nguyên nhân này biểu hiện này hệ lụy này đó, kiểu kiểu vậy Nhá, thì chú ý giúp cho chị là như vậy Nhá, nói chung ý Là chúng ta sẽ thấy là Đề bài bây giờ đối với Cái dung lượng đoạn văn khoảng 200 chữ Thì chúng ta không Cần phải gọi là gì ạ Không có ý nghĩa là Chúng ta phải đi trình bày tất cả mọi thứ Về vấn đề, mà chắc chắn người ta sẽ Chỉ hỏi về khía cạnh của vấn đề thôi Và các em cứ đi sâu Vào cái đó giúp cho chị là được Các em nhá ok chưa nào đồng ý chưa nào nhớ chưa nào rồi thế thì bây giờ chúng ta thấy rằng là từ cái cách chị nói ở đây thì các bạn có thể thấy rằng những cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong đoạn văn nghị luận xã hội đó là gì ạ đó là quan điểm này phải không đó là quan điểm này đó là gì nữa à đó là cái phần lập luận của chúng ta này đúng không đó là phần dẫn chứng này và những cái thông điệp bài học phải không ạ mà chúng ta có thể rút ra được cho chính bản thân mình và đó cũng chính là những thông điệp bài học để chúng ta gửi gắm đến mọi người thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá thế thì bây giờ chị nghĩ rằng là thay vì cái việc mà chúng ta gọi là gì ạ thay vì cái việc mà chúng ta đi nói với nhau về phương pháp quá nhiều thì bây giờ chị xin phép là chị sẽ lấy những cái đề để các bạn sẽ cùng luyện với chị luôn được không ạ Chị xin phép là chúng ta sẽ cùng với nhau lấy đề để chúng ta sẽ cùng luyện với nhau luôn Thì chị sẽ cho những cái cấp độ đề khác nhau để các bạn cũng có thể bám vào đó để các bạn cũng có thể luyện tập nhiều hơn trong cái quá trình sắp tới và đương nhiên là trong cái quá trình mà chúng mình cùng luyện đề nhá được không ạ trong cái quá trình mà chúng mình cùng luyện đề thì chúng ta sẽ cùng với nhau làm gì ạ chúng ta sẽ cùng với nhau rút ra những cái phần bài học luôn nhất trí không trên tinh thần như thế nhá. Ok không ạ? Trên tinh thần như thế nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có này. Đề đầu tiên. Đề số 1. Ok không? Đề số 1 nhá. Trước tiên là chúng ta sẽ có đề số 1. Chị sẽ cho một cái đề khá là đơn giản với các bạn thôi. Đó chính là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vai trò của đam mê à các em ơi đây có phải là một cái đề đơn giản với các bạn không ạ à thế à khánh linh ok nhá đúng rồi giọng của chị lan anh rất là hay đấy ạ đúng rồi đấy ạ giọng của chị lan anh rất là hay đó đúng rồi đúng rồi chị cảm ơn em vì đã dành lời khen cho chị lan anh nhá chị sẽ gửi cái điều này đến cho chị lan anh để chị lan anh cũng có thể nhận được cái sự động viên từ phía các bạn à, rồi chị rất cảm ơn em được không ạ à? ok nhất trí được cái là ở học văn chị hiên á thì bao giờ cũng sẽ Chê một cái tinh thần là cố gắng là các chị phải rèn về cái giọng nói của mình để làm sao có thể dùng cái giọng nói ấm áp của mình để truyền tải đến các bạn những cái phần kiến thức gọi là tuyệt vời nhất dành cho các bạn Thế nên chị mới nói rằng đôi khi không chỉ là kiến thức đâu Mà nó còn là cái cảm xúc nữa Quan trọng là phải có cảm xúc, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có này Chúng ta sẽ có đề số 1 Được chưa ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng là đây là một cái đề rất là dễ Và nếu như mà chị làm thì chỉ độ 10 phút là xong thôi thế Còn các bạn thì như thế nào thì chị chưa biết Trước <laughs> đây là chúng ta sẽ cùng nhắc nhớ lại Về cái cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội đã nhé được chưa ạ bởi vì muốn làm được đề thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải nhắc nhớ lại cấu trúc thế thì không biết là các bạn có còn nhớ cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội không à chị, ui chị ơi nghị luận xã hội này sáng em vừa thi á thật á minh anh thật à trời ơi giá mà cái buổi này diễn ra sớm hơn thì có phải là minh anh của chị đã làm được rất tốt rồi không hôm nay em làm tốt không em làm ổn không ạ à? em làm ổn không minh anh Đấy là lý do vì sao mà các anh chị cứ truyền tay nhau bảo học văn chị Yên, học ở học văn chị Yên hay trúng đề lắm là như thế đấy. <laughs> Rồi ok ạ, à, các bạn ơi, đây chúng mình sẽ có nhá, cấu trúc. Đây sẽ là cái phần mà chúng ta sẽ cùng với nhau nhắc nhớ lại, được chưa ạ? Thế thì các bạn đều biết rằng là nếu như nói về cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội thì chúng ta sẽ có 3 phần. Đó là gì? Đó là mở đoạn, đó là thân đoạn và đó là kết đoạn, đúng không? Ở trong phần mở đoạn thì bao giờ chúng ta cũng sẽ lựa chọn, đó là gì ạ? Chúng ta cũng sẽ lựa chọn đó chính là phần một cái phần dẫn dắt rất, rất là ngắn gọn thôi. Sau đấy sẽ nêu vấn đề luôn. Đúng không ạ? Sau đấy thì sẽ nêu vấn đề luôn, đúng không? Sau đấy thì chúng ta sẽ làm gì ạ? À, sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành viết thân đoạn. Thì ở trong phần thân đoạn đây các bạn có thể nhìn nhá. Cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội được chưa nào cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội này trước tiên này đó mở đoạn nhá nhớ này cái cấu trúc này là cái mà nhất định các bạn phải nhớ nhá bởi vì sao bởi vì ít nhất ý là chúng ta có thể thấy được là khi mà chúng ta có được cái cấu trúc này rồi thì ít nhất là chúng ta sẽ đảm bảo được việc là chúng ta viết nó đầy đủ đây là cái yếu tố đầu tiên đúng không trước tiên là phải cần đủ cái đã đúng không ạ thế thì sau khi mà cần đủ xong thì lúc đấy cần đúng và cần đủ đã sau đấy thì mình mới cần đến sâu và hay chứ đúng không thế thậm chí bây giờ là chúng ta còn chưa cả viết đúng và đủ thì chúng ta đã nghĩ gì đến cái việc là sâu và hay phải không các em thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá thế thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành thân đoạn với những cái phần nội dung những cái thao tác lập luận bởi vì các em phải hiểu rằng là như này này bao giờ ở trong ba đêm điểm của bộ giáo dục đối với cái phần triển khai vấn đề ấy thì người ta chắc chắn sẽ có một câu. Đó là đây, xem lại nhá. Cái này là lúc nào mình cũng phải nhớ luôn. Đây ạ. À, đáp án. Lúc nào cũng phải nhớ luôn để chúng ta không bị hoang mang bởi vì ở thời điểm hiện tại các em hiểu không? Giai đoạn sắp thi rồi nên thành ra là các bạn rất hay bị hoang mang bởi một cái yếu tố tác động nào đấy. Thành ra bây giờ cái đầu tiên là mình cứ phải vững vàng với chính bản thân mình đã thì các em sẽ thấy này, cái chỗ triển khai vấn đề nghị luận ấy thì bao giờ người ta cũng sẽ đưa ra là thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp có nghĩa là về bản chất là cái bài viết của em mà không có bác bỏ ấy tức là bài viết của em không có phản đề không có lật ngược vấn đề thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì cả bởi vì điều quan trọng nhất là gì điều quan trọng nhất là em cần triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước đảm bảo hợp lý, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật. Ví dụ như thế. Thế thì ở đây là thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp mà. Đúng không? Vậy nên về bản chất là các bạn đừng quá nặng nề trong việc là tôi cần phải đảm bảo tất cả mọi cái thao tác xuất hiện trong cái phần bài làm của tôi. Chị nghĩ như thế. Mà điều quan trọng hơn là các bạn cần phải biết là ví dụ trong cái đề bài này thì đâu sẽ là những cái thao tác lập luận mà chúng ta sẽ trọng tâm, chúng ta sẽ dành nhiều dung lượng để chúng ta viết. Ví dụ nhá, giải thích này thì chỉ là một cái yếu tố cần thôi Chứ không phải là cái yếu tố quan trọng Được không nào? Bởi vì về cơ bản là đây cũng chỉ là một cái thao tác Để chúng ta làm cho cái vấn đề của chúng ta trở nên rõ ràng hơn thôi Phải không các em? Tiếp theo là phân tích bản luận Thì ở trong cái phần phân tích bản luận này Các bạn sẽ thấy đây là cái yếu tố rất quan trọng Bởi vì sao? Trong cái phần phân tích bản luận này Đi trả lời cho tới hai câu hỏi cực kỳ quan trọng Câu hỏi số 1 là gì ạ? Câu hỏi số 1 là thể hiện rõ được cái quan điểm của bạn về vấn đề đó là như thế nào. Và câu hỏi số 2 đó là cái câu hỏi đưa cái lập luận. Thế vừa chị mới nói với các bạn ở đây là cái phần quan điểm và cái phần lập luận này là cái phần rất quan trọng mà đúng không? Thế nên thành ra chúng ta soi chiếu vào trong cái cấu trúc này. Thì chúng ta cũng thấy cái phần quan điểm và phần lập luận là, là nằm ở đâu? Nằm ở cái phần phân tích bàn luận này. Vậy nên chúng ta có thể đưa ra cái đánh giá đầu tiên là phân tích bàn luận là quan trọng này. Đúng không ạ? Tiếp theo là chứng minh và đưa dẫn chứng thì có quan trọng không các em? Các bạn, chứng minh và đưa dẫn chứng có quan trọng không ạ? Các em nhỉ? Chứng minh và đưa dẫn chứng có quan trọng không các em? Nào nói chị nghe nào. Chứng minh và và đưa dẫn chứng có quan trọng không ạ? Cũng rất quan trọng luôn. Được không nào? Tại vì sao lại nói như thế? Bởi vì là bây giờ chúng ta chỉ đưa ra những cái lập luận đơn thuần dựa theo cái quan điểm của chúng ta thì đâu có tạo được sự thuyết phục cho người khác đâu. Thế nên ở đây cái mà tôi cần còn phải là cả cái sự thuyết phục nữa Thế thì rõ ràng là cái thao tác chứng minh với cái dẫn chứng cụ thể người thật việc thật này Chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta sự thuyết phục Và đương nhiên nó cũng là một yếu tố rất quan trọng Đúng không ạ? Lật ngược mở rộng vấn đề có quan trọng không ạ? Cái này thì không không quan trọng lắm bởi vì chị cho rằng là đấy giống như chị nói đấy, cái quan trọng nhất là là chúng ta đưa ra được cái quan điểm và chúng ta thuyết phục người khác dựa trên cái quan điểm mà chúng ta đã đưa ra thôi. Đúng không ạ? Nên là có chăng chúng ta làm cho vấn đề sâu sắc và toàn diện hơn thì nó cũng chỉ là một cái yếu tố phụ thôi. Được không ạ? Đó thế nên là về cái lật ngược hay mở rộng này thì tùy từng bài các em có thể đưa hoặc không đưa. Nếu như các bạn cảm thấy là dung lượng của các bạn đã đủ rồi thì các bạn không cần phải làm cái điều đó. Yên tâm là thầy cô sẽ cực kỳ linh hoạt trong phần chấm bài. Chỉ cần phần bài viết của các bạn được sắp xếp hợp lý và thuyết phục thì chắc chắn điểm của các bạn sẽ cao. Yên tâm là như vậy. Nhá. Sau đó chúng ta sẽ phải tiến hành liên hệ bản thân. Thao tác này có quan trọng không? Rất quan trọng. Bởi vì ý nghĩa cuối cùng của nghị luận xã hội là gì? Là đem tới những cái bài học thông điệp cho chính chúng ta và cho mọi người xung quanh nữa đúng không ạ thế nên thành ra ở đây chúng ta có thể thấy là phần liên hệ bản thân này cũng là một cái phần cực kỳ quan trọng các em nhá nó sẽ giúp chúng ta gì ạ à nó sẽ giúp chúng ta soi chiếu được vào chính bản thân của mình được không ạ và để chúng ta nhìn được là chúng ta đang tốt chỗ nào chưa tốt chỗ nào và sau đó sẽ dần dần thay đổi được chưa nào? Và cuối cùng là chúng ta sẽ có phần kết đoạn gửi gắm thông điệp đến mọi người thì đương nhiên phần này cũng rất quan trọng rồi. Vậy thì dựa vào cái cấu trúc này nhá. Thì các em sẽ thấy là cái yếu tố liên quan tới giải thích là yếu tố cần. Thấy không ạ? À? Ok chưa nào? Còn lại lật ngược mở rộng vấn đề cũng chỉ là một yếu tố phụ để làm cho cái bài viết của chúng ta toàn diện thêm thôi còn về bản chất đấy giống như chị vừa cho các bạn xem ba em điểm của bộ giáo dục các em có thể linh hoạt sử dụng các thao tác lập luận điều quan trọng nhất là có thể thể hiện được rõ cái quan điểm của các bạn và có những cái phần lập luận phù hợp chấm hết ok chưa ạ chúng mình có hiểu không nào chúng mình có hiểu không các bạn có hiểu không ạ nhất trí nhá nghị luận xã hội hay hơn như sau một số lưu ý để viết nghị luận xã hội hay hơn. Được chưa nào? Chị sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái lưu ý để các bạn có thể viết nghị luận xã hội hay hơn nhé. Và nếu các em cảm thấy bổ ích với các bạn thì các bạn có thể sử dụng thứ nhất một, đó là viết văn có hình ảnh. Về bản chất chúng ta đều biết rằng là gì ạ? Mặc dù cái dạng văn mà chúng ta đang viết là dạng văn nghị luận, nó sẽ nghiêng về cái phần lý trí nhiều hơn. Nhưng mà bản chất thì các bạn phải hiểu rằng là kể cả bản thân văn nghị luận thì nó cũng sẽ có được cái sự tươi mát riêng của nó. Đó, vậy nên thành ra là là chị thì chị nghĩ rằng là khi viết văn các bạn cũng nên đan cài một vài hình ảnh, đương nhiên nó không phải là quá lố, nhưng mà chị nghĩ là cũng nên đan cài hình ảnh. Ví dụ như là đề bài mà có vào ý nghĩa vai trò của lòng khiêm tốn chẳng hạn đúng không thì các em có thể đưa ra đó là gì ạ đó là tuổi thơ tôi ví dụ thế tuổi thơ tôi gắn liền với hình ảnh à, bông lúa vàng hình ảnh bông lúa vàng chấm đó không chỉ là lời nhắc nhở về những nhọc nhằn của mẹ về những nhọc nhằn của mẹ mà còn là sự gì ạ mà còn là hình ảnh mang đến cho tôi bài học quý giá về lòng khiêm tốn và cái hình ảnh này thì chúng ta lấy ý tưởng đúng không ạ từ cái câu đó là sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu đó hay vì, ví ví dụ như chúng ta có cái đề bài đó là về sức mạnh Của tình người Trong hoàn cảnh Khó khăn thử thách Được không ạ? Thì các em hoàn toàn có thể lấy hình ảnh đó là gì ạ? À tình người trong cái phần phân tích bàn luận này Tình người như đôi bàn tay nhỏ đó. Tình người như ngọn nến soi đường Đấy kiểu thế để mình bàn luận về cái gì à về những cái giá trị về cái sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách thì mình dùng những cái hình ảnh kiểu kiểu như vậy được không ạ à? hay ví dụ như chúng ta có thể nói về khi mà chúng ta đi lý giải rằng là đây ạ à, đề bài chẳng hạn ví dụ như nói về uh, sức mạnh của tình cảm gia đình chẳng hạn đúng không thì bây giờ thay việc vì việc chúng ta chỉ giải thích những cái khái niệm rất đơn giản chúng ta nêu ra đó là tình cảm gia đình được hiểu là những cái à, cảm xúc những cái tình cảm tốt đẹp của những người thân trong gia đình dành cho nhau đúng không thế thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cái hình ảnh đó là gì ạ à, tình cảm gia đình được thể hiện đó là gì là bữa ăn đúng không là bữa cơm mẹ nấu đấy không ạ à? à là hình ảnh của ba của cha như thế nào đấy đó kiểu kiểu vậy được chưa rồi thì là ly sữa mẹ chuẩn bị cho mỗi buổi sáng kiểu kiểu như thế Đấy là tình cảm gia đình Mình dùng những cái hình ảnh để làm cho phần bài viết của mình Không chỉ là có lý mà còn có tình Có được cái sự tươi mát nhất định Được không nào? Thế thì về cơ bản nhá Chị nói rằng viết văn có hình ảnh Không có nghĩa là chúng ta làm lố nó lên Để rồi cả một cái bài viết của các bạn tràn ngập hình ảnh Khiến cho một cái bài viết đáng lẽ Nó phải đạt được cái sự nghiêm túc nhất định thì bây giờ các bạn đã làm cho nó bị lố quá. Các em nhá. làm cho nó bị lố quá. Thế thì ở đây bây giờ chúng ta có thể thấy là gì ạ? Chúng ta có thể thấy là chúng ta chỉ đan cài một vài những cái hình ảnh để tạo ra được cái cảm xúc và cái sự tươi mát cho gì ạ? Cho bài viết của chúng ta thôi. Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Viết văn có hình ảnh, được chưa nào? Cái thứ hai, đó là chúng ta có thể sử dụng những cái thông điệp những thông điệp. Cái này thì các bạn có thể đưa ở phần kết rất là ổn áp hoặc là phần mở đầu. Nhưng mà nó sẽ có thể là những cái thông điệp cập nhật. Hay nói cách khác là những cái slogan ấy. Ví dụ như cái thông điệp về việc là chúng ta đang sử dụng điện thoại di động quá nhiều. Thì chúng ta sẽ có một cái thông điệp đó là đặt máy xuống. Để bên con. Trong cái quảng cáo của Oppo ấy, thì bây giờ các bạn chuyển sang đặt máy xuống để bên nhau. Ví dụ thế, nó cũng là một cái vấn đề hiện tại chúng ta đang lạm dụng những cái thiết bị điện tử quá nhiều và chính cái điều đó nó đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Hay ví dụ như là gì ạ? Đi để trở về. Đúng không ạ? Đi để trở về. Ok chưa nào? Ví dụ vậy, đi để trở về nhá. Hay vân vân có rất là nhiều những cái thông điệp mà chúng ta đang gì ạ? À có rất nhiều những cái thông điệp mà chúng ta đang được tiếp cận. Được không nào? Có rất nhiều những cái thông điệp mà chúng ta đang được tiếp cận. Và các bạn hãy cố gắng cập nhật để làm gì ạ? Để chúng ta có thể đưa được những cái thông điệp đó vào trong phần mở và trong phần kết của các bạn thì nó sẽ rất là hay. Nhá, thì nó sẽ rất là hay. Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không nào? Sử dụng những cái thông điệp cập nhật và cái tiếp theo là ba nhỏ, đó là về cái kết cấu bài viết. Kết cấu bài viết. Được không ạ? Thì nó sẽ liên quan tới cái vấn đề về ý tưởng đấy, thì chị đã nói với các bạn rồi vừa rồi đấy, theo kiểu đầu cuối tương ứng đấy, khá là hợp lý. Được chưa nào? Ok chưa ạ? Và cái thứ tư đó chính là về cái điều quan trọng nhất để làm nên một cái bài nghị luận xã hội điểm cao là gì đây? Là gì ạ? Là gì nào? À các bạn ơi, chị tin rằng điều quan trọng nhất để làm nên một cái bài nghị luận xã hội đạt điểm cao chắc chắn đó sẽ là cái yếu tố liên quan tới việc chúng ta hãy viết một bài văn chân thành nhất. Được không ạ? Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.